vụ lật thuyền 5 người mất tích ở Quảng Nam đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân. Đến 20 giờ 30 ngày 8 tháng 5, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Hai thi thể tìm thấy được xác định là anh Nguyễn Ngọc Trường, sinh năm 1994 và Nguyễn Đức Tính, sinh năm 1998. Riêng ba người vẫn còn mất tích gồm Đoàn Nguyễn Nhân Hiếu, sinh năm 1993, Võ Hùng Tâm, sinh năm 2000 và Lê Văn Hà, sinh năm 1987, cùng ngụ thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Sáu người được cứu sống gồm Dương Hà, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Vũ, Huỳnh Văn Thịnh, Huỳnh Đắc Dũng và Nguyễn Duy Lại, tất cả đều ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Lật thuyền, nhiều người mất tích ở Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa mùng 8 tháng 5, 11 người dân ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa đi trên thuyền qua khu du lịch sinh thái Thuận Tình chơi, đến khoảng 15 giờ chiều quay trở về đến khu vực gần cầu Cửa Đại, địa phận xã Duy Nghĩa thì chiếc thuyền bị chặn nước và bị chìm xuống sông. Theo ghi nhận, khu vực xảy ra vụ lật thuyền nằm gần cầu Cửa Đại, nơi giáp ranh giữa sông và biển, mặt nước rộng và sâu nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các nạn nhân gặp nạn lúc thủy triều rút, nước chảy rất xiết. Ông Nguyễn Trường Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Nghĩa cho biết ngay khi nhận tin, xã đã cho phát bản tin ngắn trên loa phát thanh với nội dung kêu gọi người dân ai có điều kiện cùng phối hợp với cơ quan chức năng. Toàn thôn Thuận An sau khi biết vụ việc đã dùng thuyền, bè cá nhân cùng tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời tháo gỡ các bè lưới trên mặt sông Thu Bồn để thuận tiện cho việc di chuyển, tìm kiếm. Sau khi nắm thông tin, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Duy Xuyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.